sự không nghĩ tới nó thành thành phố ngày hôm nay. Vì đất này á là đất nghèo, ngập mặn, trên cái vùng đầm lầy như thế mà xây đường và xây đô thị được thì đó cũng chưa có tiền lệ ở nước ta. Phú là giàu, Mỹ là đẹp, nhưng mà nghèo quá. Cho nên bây giờ mình mới thêm một chữ cho nó đổi đời, Hưng là hưng thịnh. Cho nên Phú Mỹ Hưng là xã Phú Mỹ hồi xưa bây giờ hưng thịnh lên. Nhờ có đường lối đổi mới đấy, của đảng năm 1986 qua đại hội đảng lần thứ 6, chúng ta bắt đầu mở cửa và hợp tác quốc tế. Thì trên cơ sở đó mà thành phố tính cái chuyện là phải kêu gọi đầu tư nước ngoài vào. Tôi lúc đó là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu trực dụng Solimex, cho nên chúng tôi đề xuất ra là thành lập khu chế xuất. Từ cái nghiên cứu khu chế xuất Cao Hùng đó là chúng ta gặp công ty CTND này. Từ năm 1991, tập đoàn Central Trading and Development CTND và công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC đã liên doanh để thực hiện các dự án khu chế xuất Tân Thuận, đại lộ Nguyễn Văn Linh và khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh đó, CTND cũng đầu tư xây dựng nhà máy điện Hiệp Phước vào năm 1994. Khu chế xuất Tân Thuận xây dựng thành công, được xếp hạng là khu chế xuất tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thu hút đáng kể các nhà đầu tư nước ngoài trong thời kỳ đầu mở cửa và tạo tiền đề cho sự phát triển hệ thống các khu công nghiệp ngày nay. Lúc bây giờ đó là đường tắc nghẽn, cái giao thông ở nội thành rất là khó khăn. Mà bây giờ hàng hóa, nông sản từ miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long đi vào cảng thì phải đi thọc vào trung tâm thành phố và có lúc phải quy định là giờ nào mới được đi. Do đó mà nó khó khăn cho cái lưu thông hàng hóa. Ở đây đó là đất, gọi là đất không chân. Tức là nó là một cái đầm lầy. Ở trên thì đất như thế, nhưng mà sâu ở dưới thì nó lỏng, nước bùn nhão. Cho nên xây dựng cái đường là rất khó, chứ không phải không. Nhưng mà ổng có cái kinh nghiệm, tức là ở thế giới nó có cái cách nó làm. Cứ 7 năm thì đổ lên lốp, 7 năm đổ lên lốp. Mà hồi đó người ta tính là đổ ít nhất 5 lần thì nó trở thành giống như cây bánh da lợn vậy đó. Cái nó cứng luôn. Từ khi cái đường Nguyễn Văn Linh hình thành này thì kết nối mấy đường vô quận 4, kết nối mấy đường vô quận 6, quận 8, làm thay đổi hẳn diện mạo các quận ở vùng ven. Phú Mỹ Hưng cũng là một trong những cái đô thị đi hàng đầu trong cả nước về cái việc phát triển TOD, phát triển theo hệ thống giao thông công cộng. Nó có một cái khoảng không gian xanh ở giữa cái trục Nguyễn Văn Linh này, thì dự trù trong tương lai nó sẽ là một cái tuyến giao thông công cộng, có thể là đường sắt, có thể là đường xe buýt nhanh, mà cũng có thể là đường monorail nối trực tiếp từ Phú Mỹ Hưng đến khu trung tâm thành phố. Tôi thì có cái may mắn là tham gia trong cái ban giám khảo cùng với phụ tá cho kiến sư Ngô Viết Thụ đó, thì mình thấy được những cái trao đổi khi mà mình chọn công ty SOM thắng giải trong cái việc mà quy hoạch Nam Sài Gòn. Và bên cạnh đó, đó thì cũng nghĩa là trân trọng mời công ty Kensotange và công ty Carter Kim cũng của Mỹ, Kensotange của Nhật để cùng tham gia. Có rất nhiều kiến trúc sư tham gia trong cái quy hoạch này. Tôi cho rằng là những bậc thầy về quy hoạch, về kiến trúc của thế kỷ 20. Về mặt không gian đô thị thì người ta tuân thủ theo các cái điều kiện tự nhiên
và tuân thủ theo các cái sự phát triển xã hội về mặt các chức năng trong khu đô thị. Thứ nhất, thiết kế tốt. Thứ hai, xây dựng tốt. Thứ ba, quản lý tốt. Người ta tạo ra một môi trường ở cho người dân. Con người cần cái gì là nó đảm bảo cái đó. Và người ta sống trong cái không gian, người ta ấm cúng và thể hiện được tính nhân văn trong cái cộng đồng xã hội đó. Bởi vì đây là một cái vùng đất thấp, họ thiết kế thành một cái tuyến đô thị mà nó hình thành như là những cái đảo đô thị, bao quanh là những cái hệ thống kênh rạch và không gian xanh. Và như vậy đó thì mình giải được cái bài toán thoát nước. Chúng tôi đã kết hôn được 10 năm và hai con của tôi cũng đang theo học trường Đài Bắc ở Phú Mỹ Hưng. Theo tôi, Phú Mỹ Hưng có 3 điểm khác biệt lớn nhất. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là giao thông, thứ ba là tiện ích cuộc sống. Có thể cảm nhận đường xá ở Phú Mỹ Hưng đều như bàn cờ. Dù bạn lái xe, đạp xe hay đi bộ đều rất thuận tiện. Ở đây thì mình xác định là coi như cái môi trường tốt rồi, để cho con cháu mình sống với lại học tập và làm việc ở đây. Chắc có lẽ cũng không có nơi nào hơn khu đô thị Phú Mỹ Hưng này đâu. Cái đổi mới của đất nước mình á, thể hiện lớn nhất là ở thành phố. Mà thành phố thể hiện lớn nhất là ở vùng nhà bè. Đây là một cái chương trình giống như là một cái bước đột phá để mở rộng, để phát triển thành phố Hồ Chí Minh về hướng này. Phú Mỹ Hưng vẫn là nằm trong số những cái đô thị hàng đầu, đóng góp rất lớn cho ngân sách thành phố, ngân sách trung ương. Đây cũng là cái mô hình rất là đắt giá để mà phục vụ cho dân sinh. Tiếp nối tâm nguyện của ông Laurenstein lúc sinh thời, quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tiếp tục được duy trì từ năm 2005 đến nay, với nhiều dự án thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng và phát triển tài năng trẻ. Xin nhận nơi đây làm quê hương. Họ coi nơi đây là quê hương thứ hai của họ đấy. Thì mình cũng ghi nhận rằng ông này á, ngoài cái chuyện lợi tiền, ông còn gắn bó với Việt Nam. Mà gắn bó không phải thời kỳ sau này, mà gắn bó ngay thời kỳ mà mình khó khăn nhất. Thì tôi cho rằng đó là một nhà đầu tư tiên phong, rất là đáng quý của mình. Mười năm phát triển đô thị là một hành trình đầy nỗ lực và quyết tâm. Tin rằng những động lực mang lại từ điển hình Phú Mỹ Hưng sẽ còn vượt xa ngoài phạm vi của dải đất phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Trên lộ trình của thành phố trẻ năng động, đô thị thông minh hướng về phương Nam, tiến ra biển Đông để khẳng định vị trí của mình trong thế kỷ 21, sẽ vẫn còn đó những bài học của tầm nhìn, khát vọng và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm của một đề án được sinh ra trong thăng trầm của thế kỷ trước, Phú Mỹ Hưng.